Chị nghĩ là chị có cái biện pháp ha, để mà kế hoạch nó rõ ràng hơn nha, đừng có để mà thêm cháu nữa, khổ lắm. Bây giờ là mọi người là các cháu này là chưa có giấy khai sinh luôn á, lúc nãy chị chia sẻ chưa có giấy khai sinh luôn và cũng không có được đi học luôn, là giống như chị hồi xưa phải không, chị hồi xưa là cũng không có được đi học, nhưng mà được cái là gia đình cũng chăm cho cháu nào cũng rất là trắng trẻo mập mạp dễ thương. Ngồi xuống Hải. Hải. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại một cái khu quy hoạch ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Thì ở đây mình thấy là mọc rất là nhiều cái dây leo luôn. Mọi người để ý đi. Đây, có những cái chùm trái này, đã ghê không? Thì lúc mà xanh á, thì nó giống như trái nho. Còn mà chín thì nó sẽ từ từ chuyển qua màu tím, rồi chuyển qua màu đen. Thì cái trái này á, ở miền Tây á, người ta gọi là trái giác. Để mà nấu canh chua thì rất là ngon. Đây là mọi người, trái mà còn xanh thì nó sẽ như vậy này, nó y chang trái nho luôn. Chín thì nó sẽ chuyển chuyển qua cái màu đen này này, ăn sẽ chua. Đây, cái bên trong của nó này, đó, màu đỏ. Người ta hay nấu canh chua. Thì hôm nay á, thì mình qua đây không phải là để hái rau mọi người, mà là thứ nhất là mình sẽ ghé thăm lại cái chỗ này để mình thăm bé Bông, cũng như là cái em họ của bé Bông mới sanh á, mà cái đợt trước mà mình cho tiền để mà đi bệnh viện sanh á mọi người. Thì cái mục đích hôm nay ghé thăm là mình để trao một cái món quà của chị Kim Hoàng cho em bé này. Thì nếu như mọi người theo dõi kênh Quốc Chiến thì cũng biết rồi, chị Kim Hoàng thì chị thường xuyên là đồng hành với là kênh Quốc Chiến. Và gần đây nhất thì chị có giúp cho bé Phước bên quận 2 á, là sữa rồi tã các vật dụng cần thiết nữa. Thì hôm nay cũng tương tự như vậy, mình sẽ ghé qua để mà mình giúp cho em bé này nha. Về cái trường hợp của em bé này ấy, thì mọi người cũng biết ha, là cả ba và mẹ bé thì đều khỏe mạnh, thì trước mắt là khó khăn thì mình đã giúp đi sanh và cũng như là trao một phần quà như vậy cho em bé thôi. Còn hiện tại thì ba mẹ bé vẫn phải đi làm để mà tự lo cho con. Cũng may mắn là ba bé cũng có nghề và hình như là chạy xe ba gác á mọi người. Thì bây giờ là mọi người theo chân Quốc Chiến để mà ghé thăm em bé này cũng như là mình sẽ tạt qua nhà bé Bông nha. Đây mọi người, mình tới thì thấy là mấy nhóc đang khỏa thân nên không quay được. Bây giờ đi vô để thăm em bé chút xíu đi. Chào tụi con nha. Với ngày nào mà từ nhỏ nó cũng khỏa thân vậy hả? Trời đất ơi, tập mặc quần áo cho con đi chứ. Các bạn, bây giờ thì mình ghé qua để mà thăm em bé trước ha. Chị Tuyền, bây giờ là bé có tên chưa? Tính đặt tên Đăng. Tên Đăng ha. Dạ. Ở tên ở nhà có đặt chưa? Dạ. Có đặt tên ở nhà chưa? Chưa luôn ha. Bây giờ là bé được tầm bao nhiêu ngày rồi chị? 16 ngày. 16 ngày ha. Hoàng. Đây mọi người, cái đợt trước khi mà mình ghé qua lần đầu qua, lúc đó là bé được khoảng 2 ngày hay 3 ngày gì đó ha, là đã về tới nhà rồi. Tới bây giờ thì nhìn bé cũng không có khác mấy. Tới bây giờ mấy bữa giờ bé có khỏe không chị? Khỏe ha. Lúc nãy em có nghe nói là cái rốn của bé bị sao á, chị có thể chia sẻ cho em biết được không? Và cái gúng bữa trưa có khô gúng nó á, mà nó mặc tả rộng á, nó đạp cái giò nó đưa lên đưa xuống á. Là rụng cái rúng đó luôn rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, thường là cái rúng đó là tầm phải là 1 tháng thì nó khô từ từ, nó tự rụng á thì nó sẽ an toàn hơn, chứ Dạ. còn mà để mà nó rớt xuống là dễ bị nhiễm trùng lắm á. Dạ. Chị có vệ sinh cho con không? Dạ có, mua thuốc dạng sức cho nó. Mẹ phải mua thuốc sức cho cháu nha. Dạ. Thế mấy bữa giờ có uống sữa được không chị? Dạ được. Một ngày là bé uống mấy cữ sữa? Dạ không biết nữa, khóc rồi cho bú, khóc cho bú. Khóc rồi cho bú hả? Dạ. Bây giờ là đang uống sữa sữa mẹ hay sữa ngoài? Dạ sữa hoài. Không có sữa luôn hả? Dạ có sữa mà tại vì không biết cho bú nữa. Chị phải Không tập quen. cho con bú đi chứ, nay là đứa thứ tư rồi mà.
Tại là uống uống sữa mẹ thì cháu mới là đủ chất. Và thứ hai là mình cũng đỡ tốn hơn. Dạ. Chứ uống sữa ngoài là sau này tốn lắm á. Uống sữa mẹ là mình chỉ cần ăn uống đầy đủ vô là sữa nó nhiều á, ăn cái trái đu đủ vô á. Dạ. Là sữa nhiều là có cho cháu uống với lại sữa mẹ là tốt nhất rồi. Đây là mọi người, em bé thì rất là cưng luôn. Tới bây giờ là nửa tháng rồi nhưng mà cũng rất là lanh ha. Ê, hàng ngày là có hay khóc không chị? Không, bố ngủ. Bố ngủ hả? Dạ. Mấy đứa con nhà nghèo hay thiệt. Nó rất là biết thân biết phận luôn. Hôm nay Tiểu Chiến cũng ghé qua để mà thăm cái tình trạng của em bé thế nào rồi. Với lại thứ hai là mình cũng sẽ gửi cái món quà của chị Kim Hoàng ha. Chị có gửi cho em bé những cái sữa tã cũng như là vật dụng cần thiết để mà chị có thể là bổ sung cho cháu hơn trong cái thời gian này nha. Thì chắc là mình sẽ lấy lại để mà đưa cho chị ấy. Chào chị ấy nha mọi người. Ở đây thì mình có tã này, sữa cũng như là những cái vật dụng cần thiết. Mình sẽ xin phép mở ra luôn ha, để mà chia sẻ với mọi người. Ở đây thì có hai bịch tã. Cái này là size M, cho bé từ 6 tới 11 kg này. Chắc bé này mang chưa được, phải đợi lớn hơn chút xíu. Và cái này cũng tương tự luôn, 6 tới 11 kg. Bé này được mấy ký rồi chị? Chưa cân. Chưa cân ha, nhưng mà chắc chưa được 6 kg đâu. Cỡ này là chắc là đang xài tã dán, chưa có xài tã quành được. Phải đợi khoảng 2-3 tháng. Đây là khăn giấy ướt này ha, để mà sử dụng cho cháu á. Đây mình cũng đặt ra đây 5 bịch khăn giấy ướt. Ở đây có thêm là 4 hộp Enfagon. Cái này là hình như là cháu cũng đang sử dụng sữa này hay sao? Thì lấy để mà sử dụng cho cháu nha. Hoàng đi quá chơi đi Hoàng. Thôi con ngồi đó chơi đi, không sao đâu, đừng có la nha. Rồi bây giờ trong này là có thêm mấy cái khăn sữa cho cháu nè. Khăn sữa này có cho cháu chưa? Cháu có chưa? Ừ, để xài cho cháu dùng nha. Còn bên này là sữa hộp cho mấy đứa nhỏ mà nãy đó chị. Đây mọi người, hôm nay thì Cú Chiến cũng ghé qua để mà trao một cái ít quà của chị Kim Hoàng cho bé luôn ha. Thì mình cũng xin phép để ra đây cho mọi người thấy luôn. Thì bao gồm là có hai bịch tã lớn, nhưng mà cái tã này là tã quành ha. Chị bé lớn hơn chút xíu thì mới dùng được, cỡ tuổi này thì đang dùng tã dán thôi. Có 4 hộp sữa Enfagon, rồi 5 bịch khăn giấy ướt, rồi một ít khăn sữa cũng như là sữa hộp cho các bé lớn này nè. Thấy mấy đứa nhỏ nó thấy sữa là nó mở ra uống liền vậy á. Kìa chị Hai tháo kìa. Giờ chị Hai tháo ra cho mấy đứa em uống nha. Nhà thì tổng cộng là có 4 người con mọi người. Bé này là tên gì hả chị ha? Quanh. Bé Quanh là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi. Bé thứ hai là tên gì ha? Hoàng. Bé Hoàng hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi. Bé Hải hả? Bé Hải mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi. Với lại bé Đăng mọi người, bé Đăng thì mới được khoảng 16 tháng thôi. Thì quên 16 ngày, mình nhầm. Rất là đông vui luôn, nhưng mà mình nghĩ rằng là chị cũng phải có cái sự kế hoạch hóa gia đình thôi nha. Bốn bé là vui lắm rồi. Cái hồi là mình có dự tính là sinh bé Đăng không, hay là bị bẻ kế hoạch, hay là nằm trong kế hoạch của mình? Chị nghĩ là chị có cái biện pháp ha, để mà kế hoạch nó rõ ràng hơn nha, đừng có để mà thêm cháu nữa, khổ lắm. Bây giờ là mọi người, là các cháu này là chưa có giấy khai sinh luôn á. Lúc nãy chị chia sẻ chưa có giấy khai sinh luôn và cũng không có được đi học luôn. Là giống như chị hồi xưa phải không? Chị hồi xưa là cũng không có được đi học. Nhưng mà được cái là
gia đình cũng chăm cho cháu nào cũng rất là trắng trẻo mập mạp dễ thương. Về vật chất thì có thể là rất là đầy đủ cho các cháu ấy. Đó mọi người thấy không, bé nào cũng rất là dễ thương. À, tuổi này thì bé này 5 tuổi là đáng lẽ là năm sau là có thể cho đi học lớp 1 được rồi. Ở đây có lớp tình thương mà đúng không? Có lớp tình thương, có thể là cho cháu đi học lớp tình thương cho biết chữ á. Hả? Nói gì chị? Bé nói là con chưa có gì? Chưa có ba lô. À chưa có ba lô đi học hả? Thế con có thích đi học không? Thích ha. Và bữa nói mẹ đăng ký cho học lớp tình thương bên này nha. Để chút xíu uống nữa hả? À đây mọi người, mấy đứa nhỏ nhìn thấy thương ghê không? Mình thực sự là khi làm những cái video này là mình cũng muốn tuyên truyền tới mọi người là không có nên là sanh quá nhiều con. Thường là mình chỉ sanh 1 tới 2 bé là đủ rồi, để mình có thể là lo đầy đủ cho các cháu về vật chất cũng như là giáo dục các mọi người. Mình sanh nhiều thì không thể nào mà lo đầy đủ bằng mình sanh ít được. Hoàng. Ai? Ai đây? Hả? Bé này biết nói chưa chị? Câu nói được, câu nói không được. À vậy là đang tập nói đúng không? Đây mọi người thấy bé nào cũng rất là đẹp luôn á. Uống đi con, uống đi. Uống nữa hả? Hai hộp một lúc luôn hả? Trời ơi. Một lần là bé uống mấy bịch chị? Có một bịch à. À bịch như hôm nay uống hai hộp liên tục luôn. Đây mọi người có vẻ như là các bé rất là thích uống sữa. Nhưng mà ở đây thì nhà rất là đông nên là mỗi ngày là uống cũng một cái phần giới hạn thôi đúng không? Yeah. Một ngày là một bé là được mấy bịch sữa? Dạ. Yeah, mấy đứa lớn đứa hai bịch. À. Có một nhóc nhỏ này uống nhiều. À, nhóc nhỏ này là ưu tiên phải không? Dạ. Yeah. Bây giờ là cái nguồn thu nhập chính của trong gia đình mình là ai chị ha? Chồng. Chồng ha? Hàng ngày là chồng chị làm công việc gì? Dân ta kêu chạy xe chạy. À chỉ là chị chạy xe ba gác thôi đúng không? Là cũng kiếm đủ tiền để mà lo cho các con uống sữa đầy đủ á. Đó mọi người thấy không? Bé nào cũng rất là khỏe mạnh và dễ thương. Cái số sữa cũng như là vật dụng này là của chị ở Kim Hoàn gửi cho chị với lại các cháu ha. Chị có muốn nói gì với chị Kim Hoàn không? Dạ, em gửi lời cảm ơn chị rất nhiều. Ừ. Thôi cố gắng chăm cho cháu ha. Ngủ luôn rồi. Chị đem đi cất đi không, mấy đứa nhỏ nó làm đổ hết. Đổ con đâu. Mẹ cho con một bịch đi. Con có chữa. Đâu con một bịch ngay con. Không có quậy nữa. Bịch gì? Không có bịch chữa. Bịch. Ủa chú thấy con mới uống mà. Trời ơi. Cái này nó đang trêu chị hả chị? Mới uống sữa xong à? Hay là một lần uống hai bịch mới đủ? À. Không, mới uống rồi. Lọc ra có uống nổi không? Đừng có thấy cái trứng nha, đội rồi nha. Hãy dành uống. Hải lấy hai hộp kia lại mẹ Hải. Nghe ông Hải buông ra. Bị
Hải. Hoàng này nữa nè. Ngồi xuống Hải. Hải. Rồi. Đừng. Đây mọi người, đây là mấy đứa nhỏ trong nhà. Ở đây là nhà mình là tổng cộng là 7 người ha. Là có 4 đứa nhỏ nè, chị với chồng chị với lại chị này hả? À. Chị là chị gái của chị Tiền. Là mình là cùng mẹ cùng cha luôn hay sao? Cùng mẹ khác cha. À. Ở để cho cháu chạy đi. Giật cái này. Thôi đừng đá. Hàng ngày là chị giữ mấy đứa nhỏ này hay sao? Dạ không, có lợi con phụ nó. Ừ. Phụ nó. Rồi không có chị giữ chắc là chịu không nổi luôn á. Ừ, cho con được rồi. Rồi cho con nha, cho Hải. Gắn cho Hải nha. Rồi. Đây mọi người, hôm nay thì Cú Chiến cũng dành cái thời gian ghé qua chút xíu để mà thăm các cháu cũng như là gửi quà của chị Kim Hoàng cho mấy cháu ha mọi người. Thì cũng hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì hai anh chị này sẽ cố gắng đi làm để mà lo cho các con ha. Nếu như mà có cái thời gian hay cái dịp ghé qua thì mình sẽ cập nhật cái tình hình cho mọi người biết ha. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video Cú Chiến. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn xem.